Theo dự kiến thì Thủ tướng Abe sẽ thăm các nước Đông Nam Á, lần này trong đó có cả Việt Nam nữa, ngay sau khi chấm dứt. Việc này anh thấy là có liên quan gì tới chiến lược nối liền liên minh Nhật-Úc-Hoa Kỳ cũng như là Nhật-Ấn-Hoa Kỳ mà giới quan sát gọi là liên minh lưỡi liềm hay không thưa anh? Thủ tướng Abe trước đây trong cái nhiệm kỳ đầu năm 2006 đó, thì ông cũng đã đưa ra một cái cấu tưởng về cái liên minh giữa Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc và Ấn Độ. Thì chúng ta thấy đó là một cái liên minh bao vây Trung Quốc, mà Trung Quốc gọi cái đó là lưỡi liềm. Thì chúng tôi cũng không biết đó có phải là một cái số mệnh không mà chúng ta gọi cái con đường chính mạch của Trung Quốc là lưỡi bò. Tức là lưỡi bò thì đục lưỡi liềm thì không biết là bên nào thắng, mọi người cũng có thể hình dung ra được. Thì ra song song với việc tử Ngoại trưởng Fumio Kishida đi Philippines, rồi ở Brunei, Singapore, thì đích thân Thủ tướng Abe cũng sẽ đi Việt Nam, Thái Lan và Nam Dương. Thì nó nằm trong một cái mục tiêu rất là rõ ràng, đó là tạo cái sự liên kết chặt chẽ hơn đối với các nước ở Đông Nam Á. Và tuy nó không phải là một liên minh quân sự, nhưng mà nó cũng là một cái liên minh về chính trị hoặc là về kinh tế để phần nào ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Quốc. Đáng lẽ thì Thủ tướng Abe sẽ đi Hoa Kỳ trước, nhưng mà cái lịch trình của Tổng thống Obama chuẩn bị cho cái việc nhậm chức quá bận rộn, cho nên là sau cái chuyến đi Đông Nam Á này thì qua tháng 2 thì Thủ tướng Abe cũng sẽ đi qua Hoa Kỳ để hội đàm với Tổng thống Obama để mà có chung một cái sách lược đối phó với vấn đề Trung Quốc. Cách đây chỉ một hai ngày gì đó thì Trung Quốc cho in bản đồ mới hoàn toàn, trong đó bao trùm 300 đảo lớn nhỏ trên Biển Đông, trong cái hình lưỡi bò mà họ đòi chủ quyền một cách kiên trì đó. Trong khi ai cũng thấy đó là hành động đơn phương bất kể sự thật và Công ước Luật Biển 1982. Tuy nhiên thì lần này họ in luôn cả quần đảo Senkaku thuộc chủ quyền của họ. Anh có thông tin gì về dư luận Nhật Bản trước hành động này hay không ạ? Dạ vâng, thì cái chuyện tranh chấp nó đã lâu dài và Nhật Bản thì cho rằng là mình có đầy đủ chứng cứ, tài liệu và lịch sử để chứng minh là của mình. Và cái chuyện này nó mới nổi lên từ năm 1971 khi mà người ta phát hiện là tiềm năng của những cái quần đảo này, xung quanh nó thềm lục địa có thể có nhiều tài nguyên và hơi đốt. Thì lúc bây giờ Trung Quốc và Đài Loan mới tuyên bố chủ quyền của mình mà thôi. Quần đảo này đó là nó thuộc một cái quần đảo lớn hơn, đó là cái quần đảo mà chúng ta ngày xưa gọi là xứ Lưu Cầu, tức là trong đó cái đảo lớn nhất là đảo Okinawa. Thì ngày xưa chính Nhật Bản và xứ Lưu Cầu cũng đều có thần phục Trung Quốc, giống như Việt Nam chúng ta đối với Trung Quốc vậy, tức là xin phong vương, xin ấn tín vân vân. Thế nhưng mà không phải là đất của Trung Quốc, là những nước nhỏ xung quanh phải thần phục mà thôi. Thế sau này khi mà thời Minh Trị mạnh lên đó, thì Minh Trị đã sáp nhập cái xứ Lưu Cầu này vào Nhật Bản. Cho nên chưa bao giờ quan Trung Quốc mà được cử ra để mà cai quản cái xứ Lưu Cầu. Ở Việt Nam thì coi như họ đã từng đô hộ và chiếm đóng cả ngàn năm, nhưng mà xứ Lưu Cầu nó xa xôi này thì Trung Quốc chưa bao giờ cử người ra cả. Cho nên là thực sự thì Trung Quốc không có chủ quyền. Nhưng mà với một cái quốc gia phát triển họ cần nhiên liệu và nguyên liệu vân vân, thì với cái đà bành trướng của họ thì bây giờ họ muốn chiếm cứ. Nhưng mà trong cái tình hình này thì với những cái chuyện vẽ bản đồ như vậy thì sẽ gây nên cái căng thẳng và dư luận Nhật càng phản ứng mạnh mẽ hơn, và họ sẽ ủng hộ Thủ tướng Abe trong cái vấn đề cứng rắn, tức là tăng cường quốc phòng và mạnh mẽ trong cái vấn đề ngoại giao. Trước đây trên cái bản đồ in trên cái hộ chiếu, tức là sổ thông hành vào tháng 5 năm ngoái đó, thì Trung Quốc không có in bao gồm cái quần đảo Tiên Cát. Nhưng mà với cái sự lấn chiếm lần này đó, thì trên mặt giấy tờ đó thì chúng tôi nghĩ rằng là Nhật Bản sẽ càng ngày càng có thái độ cứng rắn hơn. Một lần nữa xin cảm ơn anh Đỗ Thông Minh đã giúp cho chúng tôi những thông tin cần thiết hiện nay. Dạ vâng, dạ xin cảm ơn.